Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, lời đầu tiên thì tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý ông bà chị em, quý con cái Chúa ở trong hội thánh của Chúa, ở trong danh Chúa Jesus Christ của chúng ta. Một buổi sáng tốt lành. Cảm ơn Chúa. Thật là phước hạnh chúng ta khi chúng ta được ở trong nhà của Chúa và được thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời của sự vinh hiển, Ngài sẽ soi rọi ánh sáng thiên thượng ở trên linh hồn của chúng ta. Qua lời của Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy được hướng đi, thấy được ý nghĩa và thấy được mục đích mà Đức Chúa Trời Ngài sắp đặt ở trong cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa, tôi tin rằng buổi sáng hôm nay là buổi sáng phước hạnh dành cho tôi và cũng như cho tất cả chúng ta khi chúng ta đứng trước lời của Chúa và nghiêng mình để chúng ta tiếp nhận lời của Ngài. Bởi vì chỉ cần một lời phán của thiên đàng thì cuộc đời của chúng ta sẽ được thay đổi, thưa quý bà chị em. Chỉ cần lời của Chúa Ngài đến với tâm hồn của chúng ta sẽ có sự khôn ngoan để chúng ta có thể biết được mình phải sống và làm như thế nào để có thể làm đẹp lòng Chúa và được phước ở trong ơn của Chúa. Buổi sáng nay chúng ta có thể thờ phượng Chúa một bài hát nói về sự mở đường của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Chính Chúa là đấng mở đường chúng ta. Rồi có một cái câu kinh thánh ở trong Matthew đoạn 28 câu 11. Matthew đoạn 11 câu 28. Đó là: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng với ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ, bởi vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, nên hãy gánh lách của ta và học theo ta. Thưa quý mài chị em, buổi sáng nay tôi tin rằng buổi sáng phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta để chúng ta được giải quyết khỏi tất cả những gánh nặng, những cái gì đó nó nặng nề trong tấm lòng của chúng ta, mà nhất là vấn đề tài chánh. Bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con dân của Ngài đó là chúng ta được phước, được giàu có và được dư dật. Có bao nhiêu người trong số quý vị đồng ý với tôi rằng Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta được no đủ và được dư dật ạ? Amen, cảm ơn Chúa. Rồi có bao nhiêu người quý vị tin rằng là Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta phải sống lay lất nghèo thiếu ở trên đất này cho đến ngày cuối cùng của Chúa Jesus Christ? Xin giơ tay lên cho tôi biết ạ. Và nếu có thì tôi sẽ sẵn sàng cầu nguyện cho quý vị để quý vị có đủ ân điển của Chúa để mà cắn răng chịu đựng cho đến ngày đó. Như vậy thì đa phần chúng ta 100% chúng ta đã đồng ý với tôi rằng là Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta được no đủ và được thịnh vượng. Amen. Vậy thì bây giờ thì tôi sẽ tự tin để chia sẻ lời của Chúa cho quý vị, bởi vì tôi biết rằng tôi đã đến đúng chỗ. Buổi sáng nay thì tôi sẽ được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là làm thế nào để thoát khỏi nợ nần tài chánh. Thưa quý mài chị em, một trong những phước lành mà Đức Chúa Trời Ngài hứa ban cho dân sự của Ngài khi họ sẵn sàng để vâng lời Đức Chúa Trời và làm theo lời của Ngài, đó là họ sẽ không vay mượn ai hết, và trái lại họ sẽ còn cho nhiều nước khác vay mượn. Ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28 câu 12 chép rằng là Đức Giê-hô-va sẽ mở kho báu từ trời của Ngài ra cho anh em, ban mưa đúng mùa trên đất đai anh em và ban phước cho mọi công việc của tay anh em. Anh em sẽ cho nhiều dân tộc vay, nhưng anh em không vay mượn ai cả. Quý mài chị em thấy không ạ? Lời của Chúa hứa rằng là khi chúng ta được phước đó thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ mở trời của Ngài ra. Ngài ban mưa, ban nắng, ban phước hạnh ở trong mọi công việc của tay chúng ta làm. Chúng ta để ý nha, cái cụm từ rất là hay, đó là mọi công việc của tay anh em. Tức là chúng ta làm cái gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đều được phước của Chúa. Không phải là chúng ta làm giám đốc thì chúng ta mới được phước đâu, nhưng mà ngay cả khi mà chúng ta chỉ làm một cái anh cu ly quèn thôi, chúng ta cũng được phước. Quý vị có tin rằng là từ một cái người nô lệ mà Chúa có thể khiến cho người đó trở thành một người cai quản khắp cả thế giới không? Ở trong Thánh có nói về một chàng trai tên là Joseph. Dù là làm nô lệ trong nhà của Phô-ti-pha thôi, nhưng mà làm đâu cũng thăng đọa, làm đâu cũng đều được phước hết quý mà chị em. Tôi có thể hình dung rằng là Joseph là một người rất là được phước. Khi đi ra cũng như khi đi vào, ông là một người số một. Thậm chí tôi có thể hình dung rằng là khi mà Joseph bước ra khỏi nhà của Phô-ti-pha, có nhiều người không biết được anh này thân phận là gì. Có thể người ta sẽ hỏi rằng là: wow, chào giám đốc, giám đốc làm việc ở công ty nào vậy? Giám đốc có vợ chưa? Sao đẹp trai, nhìn thấy giỏi quá. Nhưng mà người ta đâu có biết rằng là cái anh này chỉ là một cái tên nô lệ trong nhà Phô-ti-pha. Nếu người ta không biết được thân phận của Joseph, người ta sẽ nhìn thấy rằng đây là một người xuất chúng. Và cái thánh nói rằng là mặt mày của Joseph thì tốt tươi và hình dung rất là đẹp đẽ. Và Chúa nói với tôi rằng là khi một người được Chúa Ngài lựa chọn để ban phước thì
cái khuôn mặt của người đó, cái diện mạo của người đó ở trong thuộc linh đó quý vị, nó sẽ có một sự sáng bày tỏ ra, khiến cho nhiều người nhìn thấy ân điển của Chúa, thấy được cái sự xuất chúng ở trong đời sống người đó. Cho dù rằng người đó chỉ là một người nô lệ, một cái tên cu li quen ở trong thời điểm hiện tại mà thôi. Chúng ta để ý rằng Kinh Thánh nói những người được phước đó, cái khuôn mặt của họ nó khác so với người ta. Như là David, trước khi ông làm vua thì Kinh Thánh nói rằng là mắt của ông xinh lịch và mặt mũi hồng hào. Quý vị để ý không ạ? Kinh Thánh không có nói về cái nhan sắc bên ngoài đâu, nhưng mà Chúa nói rằng là cái người đó Chúa đã có một cái chương trình để ban phước cho họ. Thì ngay từ đầu, cho dẫu rằng họ chỉ là nhỏ bé, họ nghèo hèn, họ nợ nần, nhưng mà sau này họ sẽ trở thành một người vĩ đại trong ơn của Chúa. Cho nên ma quỷ cũng biết điều này, quý bà chị em. Nó dùng nhân tướng học để mà nó đoán tướng và tính cách vận mệnh của người ta. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài không có cộng tác cùng với ma quỷ, quý bà chị em. Chúa Ngài chỉ ban phước cho những ai có tấm lòng vâng lời Ngài và trung tín theo Ngài cho đến cuối cùng. Dĩ nhiên về cái nhân tướng học thì nó có đúng và có sai, đúng không ạ? Có những người tướng tá rất là sang trọng, lịch sự, nhưng mà lại nghèo hèn. Bên ngoài thì chúng ta không có nói gì được cả. Nhưng quý mài chị em ơi, 100% những người mà Chúa chọn và Chúa ban phước cho họ trong đức tin ở Chúa Jesus Christ, thì những người đó đều có một dáng vẻ rất là khác biệt so với lại những người không có Chúa bên cạnh họ. Cảm ơn Chúa. Tôi nhìn thấy sự sáng của Chúa ở trên khuôn mặt của quý mài chị em buổi sáng này. Cho dù quý vị đang đối diện với nan đề gì tôi không cần biết, nhưng mà tôi biết rằng là sự sáng của Chúa sẽ ban phước cho cuộc đời của quý vị sau này. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa ở trong Samuel thứ nhất đoạn số 2 câu 7 chép rằng là Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có, Ngài hạ người xuống lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Quá tuyệt vời quá. Đức Giê-hô-va có quyền làm cho nghèo và có quyền làm cho giàu có. Chúa có quyền để rút họ ra khỏi đống phân, tức là cái đống nợ đó quý vị, cái đống xấu hổ, cái đống sỉ nhục đó. Chúa có quyền, quý mà chị em. Sự ký thứ nhất đoạn số 29 câu 12 chép rằng là hoặc sự giàu có hoặc sự vinh quang đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa. Tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người. Châm ngôn đoạn 10 câu 22 chép rằng là phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có, Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. Tạ ơn Chúa, lời của Chúa khắp nơi đều hứa với chúng ta rằng là sự vinh hiển, sự giàu có, sự thịnh vượng, sự sang trọng đều đến từ nơi Chúa. Và buổi sáng nay chúng ta sẽ học những nguyên tắc của Kinh Thánh để chúng ta có thể thay đổi số phận của chúng ta, để chúng ta không còn sống ở trong sự nghèo hèn và thiếu thốn nữa, quý mài chèm. Bởi vì tôi quan sát và tôi để ý rằng là tất cả những cái sự giàu có và thịnh vượng của thế gian này đều nằm ở trong tay ma quỷ và của những kẻ theo ma quỷ. Tôi nói điều này có đúng không quý mài chị em? Hiếm có con cái Chúa nào mà có tài sản trên 1.000 tỷ. Đây là một sự thật. Ngay cả ở nước ngoài đúng quý vị, chỉ dưới 1.000 tỷ thôi, không có một người nào trên 1.000 tỷ. Và nếu có thì họ cũng không có dám để mà minh bạch cái tài chánh của họ. Nhưng mà tôi nhìn thấy rằng là có rất là nhiều người họ không có Chúa, họ minh bạch tài sản của họ, họ nói rằng tôi có cả 10.000 tỷ, thậm chí cả 10.000 tỷ. Họ chẳng sợ ai hết. Bởi vì có thực tế là như vậy. Như vậy thì lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta có thể thay đổi được cái điều này. Và tôi nhìn thấy ở trong những ngày cuối cùng này, Chúa Ngài có thể sẽ thay đổi nhiều con cái Chúa ra khỏi những sự nghèo thiếu. Chúng ta được lời của Chúa khích lệ rằng là chúng ta cần phải có một đời sống thỏa lòng ở trong sự tin kính Chúa. Dù là vài triệu đồng chúng ta vẫn thỏa lòng, đúng không ạ? Vài chục triệu hay là vài trăm triệu một tháng chúng ta vẫn thỏa lòng. Chúng ta không có đeo đuổi sự giàu có. Nhưng tôi tin rằng là trong vương quốc của Đức Chúa Trời, Ngài vẫn luôn luôn có chương trình để dấy lên những triệu phú, những tỷ phú, những người giàu có của Đức Chúa Trời. Amen. Chúa Giêsu Ngài nói rằng là trong xứ sẽ luôn luôn có kẻ nghèo, nhưng mà còn ta thì các ngươi không có ở luôn đâu. Chúa Giêsu vẫn nói rằng là trong xứ của Chúa vẫn có những người nghèo, nhưng mà vẫn có những người sang trọng giống như Chúa. Trong xứ không bao giờ chỉ có những người nghèo mà thôi, nhưng mà vẫn có những người giàu có.
Như vậy thì sứ điệp này dành cho những ai chúng ta được sự kêu gọi của Chúa để chúng ta có thể chinh phục được đỉnh núi của kinh tế, để qua đời sống của chúng ta mà nhiều người khác sẽ được phước. Và điều đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là chúng ta cần phải để cho lời của Chúa thay đổi tâm trí của chúng ta. Chúng ta phải hiểu rằng là trong ơn của Chúa chúng ta được thay đổi số phận của chúng ta rồi. Không phải là ngay bây giờ, nhưng mà là cách đây hơn 2.000 năm về trước. Ở tại thập giá Chúa Jesus Christ thì Ngài đã trở nên nghèo để hầu cho bởi sự nghèo của Ngài mà chúng ta được trở nên giàu có. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 8 câu 9 chép rằng là vì anh em biết ơn đức của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Cảm ơn Chúa, đây là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Chúa. Tự do khỏi nợ nần, vay mượn là một trong các phước lành mà Đức Chúa Trời Ngài hứa ban cho chúng ta khi chúng ta tin cậy và vâng lời Chúa. Đức Chúa Trời Ngài muốn ban phước chúng ta để chúng ta có thể cho người khác mượn và chúng ta không vay mượn ai. Và Chúa Ngài muốn cho con cái của Chúa tự do khỏi tất cả những món nợ, dù là nợ tội lỗi hay là nợ tiền bạc hoặc là bất cứ một thức nợ nần nào. Chúa có thể biến đổi bạn từ một con nợ trở thành một nguồn phước cho những người xung quanh mình, từ một người nợ đời trở thành một người nợ lời. Tức là khi chúng ta có một tấm lòng, chúng ta yêu mến lời của Chúa, chúng ta nợ lời của Chúa, cứu mang lời của Chúa, thì cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta. Chứ chúng ta không phải là gánh nặng cho xã hội, chúng ta không phải là gánh nặng cho gia đình của chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ trở thành nguồn phước. Roma đoạn 13 câu 8 chép rằng là đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. Ở trong Kinh Thánh có nói về việc của David đã có thể biến đổi 400 người xung quanh mình. Hầu hết đều là những người nợ nần và khốn khổ. Nhưng mà sau một thời gian mười mấy năm đi theo David và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, thì 400 con người đó đều trở thành những dũng tướng. Và họ trở thành những bộ trưởng, trở thành những người quan chức cao cấp ở trong triều đình của David sau này. Samuel nhất đoạn 22 câu 1 cho đến câu 2 chép rằng là David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người. Phàm kẻ nào bị cùng khốn, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng bị sầu khổ cũng đều nhóm họp cùng người và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là lúc ban đầu David có nhiều người vây chung quanh ông lắm, là khoảng 400 người. Nhưng 400 con người đó không phải là những đại gia, không phải là những triệu phú, nhưng họ đều là những con người có tâm lòng sầu khổ và nợ nần. Wow! David đã có một cái xuất thân rất là đặc biệt, đúng không ạ? Ông không phải là một người khởi nghiệp với một cái số tiền tỷ to lớn, nhưng mà ông khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng và thậm chí là mang nợ nữa quý vị. 400 con người mà chỉ cần mà mỗi người mà nợ khoảng chừng 1 tỷ thôi là mình thấy rằng là 400 tỷ rồi đấy. Khá lớn đúng không ạ? Vậy đó mà qua sự sức giàu của Chúa mà Chúa khiến cho David trở thành một người đầy phước hạnh cho 400 con người xung quanh ông và quốc gia Israel sau đó được phước rất là nhiều. Chúa Giêsu Ngài đã đến và Ngài đem năm thi ân cho những kẻ tin Ngài, đó là năm tự do, năm giải phóng khỏi tất cả những món nợ. Và sự chết của Chúa Giêsu không chỉ giải phóng chúng ta ra khỏi những món nợ tội lỗi mà thôi, nhưng mà Ngài còn giải phóng chúng ta khỏi nhiều món nợ khác ở trong đời. Cảm ơn Chúa, khi Chúa Giêsu Ngài nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24 rằng không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà thương chủ kia, hoặc sẽ trọng chủ này mà khinh chủ kia. Và ở trong ngôn là 22 câu 7 chép rằng là kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Quý vị hiểu được hàm ý của Kinh Thánh ở đây không? Tức là khi một người bị mắc nợ thì người đó sẽ không thể nào có thể phục vụ Đức Chúa Trời một cách hiệu quả được quý vị. Bởi vì người đó sẽ phải cứ chạy theo cái nhu cầu của nợ nần, đòi hỏi. Và người đó không thể toàn tâm toàn ý để có thể thờ phượng Chúa và phục vụ Chúa một cách xuất sắc nhất. Và Chúa Ngài muốn chúng ta được giải phóng ra khỏi cái nợ nần này, để chúng ta có thể trở thành một người tôi tớ của Chúa thật sự, quý bà cha. Amen, con quý vị. Amen. Xin Chúa Ngài cất đi ra khỏi tâm trí của chúng ta ngay bây giờ những cái khoản thanh toán, những cái khoản chi phí mà chúng ta đang phải đối diện ở trong cuộc sống của chúng ta, ở trong cơ quan của chúng ta, ở trong nhà xưởng của chúng ta. Amen, con quý vị. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúa Ngài biết được sự lo lắng ở trong lòng của chúng ta, và Chúa Ngài có cách ở trong ơn của Chúa để giải quyết những điều đó.
Chúng ta được Chúa khích lệ rằng là chúng ta đừng mắc nợ ai chi hết, nhưng được quyền mắc một thứ nợ, đó là nợ yêu thương. Nợ yêu thương đó là loại nợ mà sứ đồ Phaolô ông đã nói ở trong Roma đoạn 1 14 như thế này: tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người giả man, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Như vậy thì sứ đồ Phaolô ông có một loại nợ, mà loại nợ đó khiến cho ông cứ phải mỗi ngày mở mắt ra là phải đeo đuổi gì đó, mở mắt ra là ông phải tìm cách để ông chinh phục những người đó trở lại với Chúa. Đó là nợ yêu thương. Xin Chúa ngài cho tất cả chúng ta chỉ mắc loại nợ này mà thôi. Amen. Không ai muốn mang nợ chồng chất cả. Có nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay đang bị giam cầm bởi ách nợ nần, và họ không thể trỗi dậy vì họ đã trở thành nô lệ cho những người cho vay. Bên cạnh sự giải cứu cầu nguyện, bên cạnh cái sự cầu nguyện giải cứu ra khỏi những nợ nần, thì chúng ta cũng cần lưu ý có những cái sự lựa chọn và những thói quen xấu như là cờ bạc, đỏ đen, số đề, đá gà, tứ đổ tường, hụi hè, cho vay cắt cổ lãi suất cao, casino, khiến cho chúng ta rơi vào trong những nợ xấu. Đó chính là những cái quyết định sai lầm và những cái công việc tồi tệ khiến cho người ta rơi vào trong nợ xấu. Và có nhiều nguyên nhân gây ra nợ lắm quý mài chen. Có thể là bởi vì gia đình có một công việc nào đó khẩn cấp và chúng ta phải vay tiền, hoặc là công ty của chúng ta bị phá sản do dịch lệ. Có rất là nhiều lý do quý mài chen. Nhưng mà tôi trong ơn của Chúa, tôi xin chia sẻ lời của Chúa để chúng ta có thể giải quyết từ trong gốc rễ thuộc linh. Và khi thuộc linh của chúng ta có một sự mạnh mẽ đủ thì những cái điều ở trong thuộc thể nó sẽ được giải quyết theo. Điều đầu tiên mà chúng ta cần làm theo nguyên tắc của Chúa để chúng ta phá vỡ sự kìm kẹp của nghèo đói và nợ nần, đó là chúng ta phải phó thác bản thân, tài chính, gia đình và cuộc sống của chúng ta cho Chúa Giêsu Christ. Trước khi biết Chúa thì chúng ta đã trao phó cuộc đời của chúng ta, công ăn việc làm, tài chánh của chúng ta cho ma quỷ hoặc là cho những thần hư không ở trong thế gian này. Chúng ta đi chùa, chúng ta vái lạy rất là nhiều nơi, và chúng ta đã trao phó cuộc đời của mình, tương lai sự nghiệp của chúng ta cho những vị thần đó, mà không biết rằng là chúng ta đã trao cái điều đó cho ma quỷ. Và sau khi mà chúng ta trở lại với Chúa, chúng ta quên mất đi những lời khấn hứa, những cái lời giao ước mà chúng ta đã từng kết giao với ma quỷ và thế giới tối tăm trước đây. Và cuộc đời của chúng ta theo Chúa, nhưng mà chúng ta cứ bị ma quỷ nó trì kéo, nó lôi kéo chúng ta lại. Và chúng ta dâng cho Chúa, nhưng mà chúng ta cảm nhận có một cái gì đó nó lôi chúng ta lại, nó khiến cho chúng ta không thể theo Chúa được. Quý mài chen ơi, chúng ta phải nhớ lại, có những cái bùa chú tà thuật nào, hoặc là có những cái sự tà thuật, hoặc là những cái lời khấn vái giao ước nào mà chúng ta từng kết lập với lại chùa chiền miếu mào trước đây, hoặc là có những cái lời của thầy bói, hoặc là tử vi, cầu cơ, đồng cốt, nó cột trói đời sống và công việc của chúng ta. Đó là những con đường tắt để có thể làm giàu nhanh chóng. Nhưng mà chúng ta biết rằng là khi mà một người rơi vào trong cái chỗ nhờ cậy tà thuật thì người đó sẽ không thể nào làm giàu một cách nhanh chóng và lâu dài được quý mài chen. Có thể nhờ cậy tà thuật nó cho người ta trúng số, hoặc là cho người ta có sự nghiệp ngay lập tức, nhưng sau đó một thời gian nó sẽ lấy lại quý mài chen. Cho nên chúng ta là con cái Chúa, chúng ta đừng bao giờ tìm cái con đường tắt để chúng ta trở nên giàu có nhanh chóng. Nhưng mà chúng ta cần phải làm giàu một cách ngay thẳng và công chính. Đừng làm giàu bất chính. Đừng tìm cách để chúng ta lương lẹo ở trong tài chánh, hoặc là chúng ta lừa gạt ai đó để chúng ta có tiền bạc. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta cần phải trao dâng cho Chúa đời sống và tài chánh của chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm để chúng ta được giải thoát khỏi nợ nần, đó là dâng cái tài chánh của chúng ta. Cho dù là bây giờ nó đang nợ vài tỷ, nhưng mà chúng ta hãy trao dâng nó cho Chúa. Ở trong Thi Thiên đoạn thứ 55 câu số 22 chép rằng là: hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rúng động. Như vậy thì khi chúng ta trao gánh nặng của chúng ta cho Chúa thì Ngài sẽ có sự nâng đỡ chúng ta. Đối với một người biết bơi thì người đó sẽ không bao giờ nhảy xuống nước và quơ quào lung tung cả. Nhưng mà người đó sẽ tìm cách để cho lực đẩy Archimedes của nước nó sẽ đẩy mình lên.
Người biết bơi khác với người không biết bơi ở chỗ đó là người biết bơi, họ không bao giờ họ quơ vào lung tung cả. Họ có một cái sự buông lỏng và họ để cho lực đẩy của nước đẩy họ lên. Như vậy thì một người biết tin cậy Chúa, một người biết nhờ cậy Ngài, thì người đó sẽ trao gánh nặng của mình cho Chúa và để cho quyền năng của Chúa nâng đỡ mình lên. Để mình không có chết đuối ở trong một cái đống lo lắng, sợ hãi, bất an. Và lời của Chúa hứa rằng là Ngài sẽ chẳng hề cho người công bình bị rung động. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì những cái điều mà chúng ta vừa mới nghe, nó giúp cho chúng ta hiểu được một điều rằng là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm đó là mình phải nhờ cậy Chúa. Nếu quý vị chưa tin Chúa, quý vị ơi hãy khôn ngoan để mau mau tin Chúa và trao dâng cuộc đời của mình, trao dâng gánh nặng trong đó có tài chánh của chúng ta, nợ nần của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Ngài sẽ lo lắng và chăm sóc cho mọi nhu cầu của chúng ta. Điều thứ hai chúng ta cần phải làm để chúng ta thoát khỏi nợ nần tài chánh, đó là chúng ta hãy trung thực tuyệt đối với chính bản thân mình và trước mặt Chúa về những lỗi lầm đã gây ra vấn đề nợ nần của bạn, dù là trong quá khứ hay là hiện tại. Chúng ta cần phải biết được nguyên nhân nào đã khiến cho chúng ta rơi vào trong cái chỗ nợ nần đó. Có người vì cớ đỏ đen, cờ bạc, rượu chè, hút sách mà rơi vào trong chỗ nợ nần. Có người thì vì cá độ bóng đá, đá gà, số đề và những hình thức đỏ đen khác cũng rơi vào trong nợ nần. Nhưng mà để chúng ta thoát khỏi những rắc rối nợ nần này thì chúng ta cần phải biết những nguyên nhân nào là nút thắt đã đưa chúng ta đến với chỗ nợ nần đó và ăn năn từ bỏ những tội lỗi đó. Châm ngôn đoạn 15 câu 6 chép rằng là nhà của người công bình có nhiều báu vật, nhưng hoa lợi của kẻ ác chỉ đem đến rối loạn cho họ. Quý vị thấy không ạ? Hoa lợi của kẻ gian ác chỉ đem đến rối loạn cho họ thôi. Ở trong Châm ngôn đoạn 15 câu 27 chép rằng là kẻ tham lợi phi nghĩa gây rối rắm nhà mình, còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống. Vậy thì có những cái lợi phi nghĩa hoặc là có những cái hoa lợi của kẻ ác, con đường gian tà đó, nó sẽ gây những cái sự rối loạn và bất an, thậm chí là nợ nần đến cho chúng ta. Chưa bao giờ có một người nào đánh bài hoặc là chơi cờ bạc đỏ đen mà giàu có cả quý mài chen. Cho nên người thế gian họ không biết Chúa, nhưng mà họ vẫn biết rằng là cờ bạc là bác của thằng Bần, là ông nội của ông Khổ. Cho nên quý vị ơi, đừng bao giờ dính vào trong những cờ bạc đỏ đen, đá gà. Tôi có nói chuyện với một người anh em, bây giờ đã hầu việc Chúa và phục vụ Chúa, rất được ơn của Chúa. Người anh em này nói với tôi là mục sư biết không, ngày trước á, anh là một ngày kiếm được 100 triệu như chơi. Và cứ có tiền á là đi đá gà. Đá một lần 5 triệu, có lần thì tới 50 triệu. Mà đá rất là máu lửa. Và đá đến nỗi mà vợ con là bỏ bê ở nhà, không có quan tâm đến vợ con luôn. Tôi nói, ôi sao lạ vậy? Tôi thấy hai con gà nó bình thường, tôi nhìn là tôi thèm gà ri chứ tôi đâu có thèm đá gà đâu, mà sao anh lại mê dữ vậy? Anh nó nói rằng, mục sư biết không, cái người mê đá gà đó giống như nó có cái linh vậy đó. Cứ nhìn cái con gà là thấy là nó hấp dẫn và chỉ muốn kiếm tiền qua cái con gà đó mà thôi. Ngủ cũng thấy đá gà, mà thức cũng thấy đá gà, đi đâu cũng thấy đá gà hết. Và gia đình bắt đầu đi vào trong cái chỗ nợ nần túng thiếu. Tạ ơn Chúa khi mà người anh em này đến với hội thánh của Chúa, ăn năn và xưng nhận tội lỗi của mình, thì quyền năng của Chúa đã tác động và Chúa ngài giải phóng người anh em này. Người anh em này ra khỏi tất cả những cái đỏ đen đó. Tôi xin phép tôi uống miếng nước để cái cổ họng nó không có bị khan nữa. Tại vì nãy có uống một chút cà phê. Như vậy thì chúng ta cần phải biết được cái nguyên nhân sa sút từ đâu. Cái điều gì khiến cho cái túi tài chánh của chúng ta bị lũng quý mài chèm. Và từ đó chúng ta có thể may lại, vá lại trong ơn của Chúa. Khải Huyền đoạn số 2 câu 5 chép rằng là vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình, bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Ê-sai đoạn 55 câu 7 chép rằng là cái ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ cái ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. Hãy đến gần với Chúa quý mài chị em. Hãy đến gần với Chúa.
Hãy nói với Chúa là Chúa ơi, con bế tắc quá rồi, xin hãy giúp đỡ con. Nhưng mà trước khi chúng ta được Chúa ngài giúp đỡ, được Chúa thay đổi số phận của chúng ta cần phải ăn năn và từ bỏ những cái tội lỗi, những thói quen xấu cũ ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì Đức Chúa Trời ngài không thể nhậm lời một người có tội được quý vị. Chúa ngài chỉ có thể nhậm lời của người đã ăn năn tội lỗi của mình một cách thật tâm. Cho nên chỉ có Chúa là đã biết được tấm lòng của quý vị. Chúa biết được sự ăn năn thống hối thật của quý vị. Và Chúa sẽ can thiệp, Chúa sẽ cứu vớt và thay đổi đời sống của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Điều thứ ba chúng ta cần phải làm để chúng ta giải thoát khỏi nợ nần, đó là chúng ta hãy có thời gian để đầu tư vào lời của Chúa. Chúng ta sẽ đi từ lời đến lời. Bạn sẽ được lời về tâm linh, tâm trí, tình cảm, sự chữa lành, sức khỏe, vật chất, tài chánh. Và tất cả mọi thứ chúng ta đều sẽ được phước qua lời của Chúa. Ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 7 cho đến câu 8 chép rằng là chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi, chớ xoay qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thành vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Lời của Chúa nói rằng là chúng ta hãy có thời gian để ngồi lại và suy gẫm lời của Chúa. Và khi chúng ta đọc, chúng ta học, chúng ta suy gẫm lời của Chúa, làm theo lời của Chúa, thì chúng ta xây bên tả, bên hữu, làm việc gì đi chăng nữa, làm nghề tay phải hay là nghề tay trái thì chúng ta đều được phước và thịnh vượng. Amen. Dù là chúng ta được trả công hay là chúng ta bị người ta ăn chặn tiền lương của chúng ta, thì chúng ta vẫn là người được phước của Chúa khi chúng ta có lời của Chúa. Quý vị nhớ câu chuyện của Gia-cốp không? Khi Gia-cốp làm công ở trong nhà của La-ban, thì Gia-cốp đã nói với La-ban cậu của mình rằng là cậu đã lừa tiền công, thay đổi công giá của con 10 lần. Tức là giảm cái công giá đó quý vị, giảm lương đó. Giảm 10 lần luôn. Nhưng mà tuy giảm 10 lần, thay đổi 10 lần như vậy, nhưng mà Gia-cốp đến cuối cùng vẫn là người giàu có và được phước. Cho nên khi chúng ta có lời của Chúa đó quý vị, thì đời sống của chúng ta sẽ được phước ở trong mọi sự quý vị ơi. Nó lạ lắm quý vị. Bây giờ nếu chúng ta nhìn lại cái chặng đường quá khứ mà chúng ta trải qua đó quý vị, có thể một số quý vị sẽ cảm thấy biết ơn Chúa bởi vì cuộc đời của mình quá lạ lùng. Chúa tiếp trợ quá lạ lùng đúng không ạ? Lương thì không bao nhiêu hết, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền con, tiền đủ thứ tiền hết. Vậy đó mà Chúa vẫn trang trải đủ hết cho chúng ta. Bởi vì cớ có lời của Chúa quý mài chàng. Cho nên dù bận thế nào chăng nữa, chúng ta hãy nhớ đầu tư thời gian vào lời của Chúa. Và nếu chúng ta bận quá, chúng ta hãy cố gắng suy gẫm lời của Ngài. Hãy nhớ đến lời của Chúa và trò chuyện với lời của Ngài ở trong mọi nơi, mọi lúc. Ê-sai đoạn 25 câu 4, lời của Chúa hứa như thế này: vì Ngài là nơi bền vững cho kẻ nghèo, đồn lũy cho kẻ thiếu thốn trong lúc khó khăn, chỗ đục cho khỏi bão, chỗ bóng mát cho khỏi nắng. Khi những kẻ cường bạo thổi hơi ra như bão, xông vào tường thành. Vậy thì chỉ có Chúa và lời của Ngài là nơi bình vững cho chúng ta, là đồn lũy cho chúng ta trong những lúc thiếu thốn khó khăn. Bất cứ khi nào quý vị cảm thấy không chịu nổi nữa, quý vị ơi hãy tìm đến lời của Chúa. Hãy tìm đến lời của Chúa. Tôi thấy ngày hôm nay con cái Chúa có thời gian để nghe mục sư này, mục sư kia giảng nhiều lắm. Đọc sách Bồi Linh thì nhiều lắm, nhưng mà lại quên mất thời gian để đọc cái cuốn này. Quý vị ơi, nghe lời Chúa từ một sư này, một sư kia giảng, điều rất là tốt. Chúng ta đọc thêm sách Bồi Linh là tốt. Nhưng mà cái điều tốt nhất đó là chúng ta cần phải đọc lời của Chúa, quý mài chị em. Đây chính là thức ăn cho linh hồn của chúng ta, thật sự đây này. Cho nên quý vị ơi, hãy dành thời gian ở lại với lời của Chúa. Tôi luôn tập thói quen để trước khi ngủ tôi đọc Kinh Thánh ở trên điện thoại của tôi. Hoặc là khi tôi đi đâu tôi cũng đều có thời gian để tôi lướt và tôi xem cái phần mềm đọc Kinh Thánh ở trên điện thoại của tôi. Hoặc là khi tôi ở nhà thì tôi có thể mở Kinh Thánh ra, tôi có thể đọc và tôi có thể cầu nguyện theo lời của Chúa. Và đó là bí quyết mà mỗi một người thành công đều phải có, quý mài chàng. Điều tiếp theo, điều thứ tư, đó là hãy siêng năng và chịu khó làm việc. Đây là điều rất là quan trọng quý vị. Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện xin Chúa Ngài cứu con ra khỏi nợ nần, nhưng mà chúng ta không có nghề nghiệp, không có một cái cần câu cho đời sống của mình, thì Chúa cũng không thể cứu nổi chúng ta.
Côlôse đoạn 3 câu 23 chép rằng là hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Quý vị thấy không, Chúa ngài khích lệ chúng ta là chúng ta làm việc, và khi chúng ta làm việc chúng ta phải hết lòng mà làm, và khi chúng ta nhiệt thành chúng ta làm việc thì Chúa sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta. Tôi nhớ cái câu chuyện ở trong Matthew đoạn 17 câu 27, khi mà Chúa Giêsu bị những người Pharisee và những thầy thu thuế, họ thu thuế đền thờ. Và lúc đó là quỹ của các môn đồ Chúa Giêsu là không có tiền nữa. Và các môn đồ hỏi Chúa, bây giờ mình phải làm sao Chúa? Và Chúa ngài nói rằng là bây giờ con ra biển đi. Ha, con ra biển con câu cá, và bắt lấy con cá nào mà dính câu trước hết á, banh miệng con cá đó ra sẽ thấy một đồng bạc ở trong đó. Và hãy lấy đồng bạc đó để mà đem nộp thuế cho ta với người. Quý vị hãy cùng suy gẫm với tôi điều này. Chúa ngài kêu Phi-rơ ra biển câu cá đúng không? Và Phi-rơ là một ngư phủ chuyên nghiệp. Ông biết rằng ông không thể nào câu cá nếu không có cần câu. Như vậy thì để bắt được con cá đó, Phi-rơ phải có cần câu. Thì Phi-rơ mới bắt được đúng không ạ? Không ai là người bắt cá chuyên nghiệp mà lại nhảy xuống nước để mà chụp cái con cá mà mình bắt. Nhưng mà người đó cần phải có, thứ nhất là cần câu, hai là lưới, và ba là những thiết bị khác để mình có thể bắt cá. Như vậy thì khi quý vị gặp nợ nần tài chánh, quý vị không thể nào cứ kia ngang cầu nguyện và cứ la khóc với Chúa mỗi ngày, xin Chúa cái đem tiền bạc tài chánh đến cho con. Không quý vị ơi, cái đó chỉ là một thời gian ngắn thôi. Còn cái phần còn lại dài lâu á quý vị, thì chúng ta cần phải có cái cần câu để qua đó Chúa ngài sẽ đem cá đến cho chúng ta. Nếu quý vị không có nghề ngỗng, không có công ăn việc làm gì hết, thì tôi xin chia buồn quý vị, cái sự cầu nguyện của các mục sư trên thế giới ngày hôm nay không thể cứu quý vị ra khỏi nợ nần tài chánh được. Quý vị cần phải có một cần câu. Dù là cần câu đó lớn hay nhỏ không cần biết, quý vị phải có cần câu. Và có thể tôi hình dung rằng là khi mà Phi-rơ ngồi đây câu cá, ông để cái cần câu đây, ông câu cá. Ông ngồi ông chờ khoảng 15 phút không thấy cá. Và thế là ông ngồi đó hoài đúng không? Không, một người câu cá chuyên nghiệp sẽ dời qua chỗ khác, qua chỗ này. À, chờ thêm 50 phút nữa, không thấy thì lại tiếp tục qua chỗ khác. Tôi không biết rằng là Phi-rơ ông câu cá bao lâu, nhưng mà cái thánh nói rằng là trong ngày hôm đó là Phi-rơ có tiền để mà đóng thuế cho Chúa Giêsu và cho ông. Như vậy thì Phi-rơ ông đã biết thay đổi cái vị trí để có thể câu cá được, và ông biết được chỗ nào có cá hay không. Quý vị ơi, có thể vì cớ nợ nần cho nên cái công việc của quý vị ở tại địa phương quý vị không thể phát triển được, không ai giao dịch, không ai làm ăn quý vị được hết, bởi vì quý vị mất uy tín rồi. Nhưng quý vị ơi, hãy đi qua chỗ khác, qua thành phố khác, qua cái đất nước khác để chúng ta làm việc, sinh sống cùng với cái cần câu đó của mình. Chắc chắn quý vị sẽ có cá, quý vị sẽ được phước. Amen. Mà nhân đây thì tôi cũng khích lệ những bạn trẻ thanh niên rằng là chúng ta cần phải có một tâm tình và một tấm lòng chịu học hỏi, và hãy dành thời gian và tuổi trẻ của mình để học một cái nghề, để qua đó chúng ta có thể tồn tại và cứu sống chính mình và gia đình của mình khi gặp những khó khăn sau này. Có những thanh niên chẳng có nghề ngỗng gì hết, nói bây giờ em chỉ đi hầu việc Chúa thôi. Nhưng quý vị ơi, quý vị biết rằng là trong hội thánh ngũ tuần Rema không có một người mục sư nào đang hầu việc Chúa mà lại không có một cái nghề nào hết. Dẫu rằng chúng tôi là những người hầu việc Chúa tự nguyện toàn thời gian không có đi làm gì hết, nhưng mà chúng tôi vẫn có những cái kỹ năng cần thiết, nếu mà bí bách quá chúng tôi vẫn có thể kiếm tiền được. Quý vị có thể nghĩ rằng là Chúa Giêsu ngài chỉ sử dụng những con người hèn hạ, những người nghèo khổ, những người đánh cá. Nhưng quý vị biết rằng là một ngày Phi-rơ có thể kiếm được rất là nhiều tiền qua cái nghề đánh cá của ông đó. Cho nên là thanh niên của Chúa, chúng ta cần phải học nghề. Học nghề nha quý vị nghe, phải có nghề ngỗng đàng hoàng. Hãy dành thời gian tuổi trẻ của mình để học một cái nghề nào đó. Và qua đó Chúa sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta, cho gia đình của chúng ta. Rồi, điều thứ năm, đó là chúng ta đừng bao giờ giao kết làm ăn kinh doanh với những con người gian ác và không lương thiện. Bởi vì nếu chúng ta làm ăn với họ thì công việc làm ăn của chúng ta sau này sẽ bị thất bại.
Wow, đây là một điều hoàn toàn mới lạ đúng không? Ở trong Sử ký thứ nhì đoạn 20 câu 35 cho đến 37 có nói về việc vua Josaphat là vua Juda kết giao với vua Israel là Achashia. Vua Achashia ăn ở rất là gian ác. Và khi mà hai vua này hội hiệp cùng nhau đang đóng tàu vượt đi Tarsi, họ đóng tàu tại Ezion-Geber. Khi ấy, Eliezer con trai Dodava ở Maresa nói tiên tri về vua Josaphat mà rằng: bởi vì vua kết giao với Achashia nên Đức Giê-hô-va đã hủy phá công việc vua, những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Tarsi được. Vua Josaphat trước đây là một vị vua đầy ơn của Chúa. Ông đã từng ngợi khen Chúa và Chúa đã giải cứu cho dân Israel ra khỏi kẻ thù nghịch đông đảo. Chúa đã đặt phục binh và Chúa giải cứu dân Israel rất là tuyệt vời. Và vua Josaphat là một vị vua tin kính Chúa, kính sợ Chúa và kinh nghiệm được quyền năng giải cứu của Chúa. Nhưng mà không hiểu như thế nào đó, hoặc là ông bị khó khăn về tài chính và thế là ông đã kết giao với vua Achashia là vua Israel ở phương Bắc. Và ông vua này lại rất độc ác. Tôi không biết là độc ác như thế nào. Có thể là thờ cúng hình tượng, có thể là ủng hộ cho việc phá thai, ủng hộ cho đồng tính luyến ái, ủng hộ cho những cái tội lỗi gian ác khác. Và hai vị vua này đã có sự kết giao với nhau. Và họ đã cùng nhau để lập ra một cái hợp tác xã tàu thủy để mà đi Tarsi. Tarsi hiện tại nó là một thành phố rất là nổi tiếng ở tại Tây Ban Nha. À, đây là một dịch vụ đường thủy theo kiểu mà du lịch và buôn bán ngoại thương đó. Có thể có rất là nhiều tiền. Nhưng mà cái việc này không đẹp lòng Chúa và Chúa đã hủy phá những cái tàu đó bị bể nát ra. Quý vị ơi, nếu quý vị muốn làm ăn, kinh doanh, thành công và phát đạt thật sự trong ơn của Chúa, quý vị phải tránh xa ra những con người có sự gian ác. Tôi không nói quý vị tránh xa khỏi những tội nhân, tại vì tội nhân thì ở thế gian này không tin Chúa là tội nhân hết rồi. Nhưng có những con người gian ác, tức là những con người họ có những cái lối sống gian xảo, gian manh, lương lẹo. Có thể tôi ví dụ như thế này. Một người chủ, họ lúc nào cũng chỉ đến cái ngày mà phát lương cho công nhân đó quý vị, họ cứ xén miếng. Tức là thay vì trả cho công nhân là 7 triệu một tháng, nhưng mà họ xén mất còn 6 triệu thôi. 1 triệu họ nói rằng tháng sau tao đưa cho mày. Nhưng mà tháng sau thì cũng không đưa nữa quý vị. Hỏi ra tại sao không trả cho tôi? Tại vì công ty thế này thế kia phải chi phí rất là nhiều, rồi người này cái giúp đỡ cho anh mà bây giờ anh lại đòi chúng tôi 1 triệu. Quý vị ơi, đó là những con người ăn ở gian ác. Hãy nhìn cái cách mà họ cư xử với là những người cùng làm việc với họ, mà qua vấn đề tài chánh họ không ngay thẳng, không minh bạch. Chúng ta đừng bao giờ làm ăn với những người như vậy. Bởi vì nếu chúng ta làm ăn thì chúng ta sẽ thất bại đó quý vị. Thi Thiên đoạn 1 câu 1 cho đến câu 3 chép rằng là: phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Quý vị thấy không? Lời của Chúa nói rằng khi chúng ta ngồi đúng chỗ, chúng ta chơi đúng người, chúng ta làm ăn với đúng đối tượng, chúng ta sẽ được phước. Mọi sự đều sẽ được phước hết quý vị. Cho nên cái công việc nào quý vị cảm thấy bế tắc, khó khăn, quý vị ơi, có thể chúng ta đang ngồi không đúng chỗ. Điều thứ 6, đó là chúng ta cần phải cầu xin sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời để có được sự thành công vững chắc ở trong mọi công việc. Sự khôn ngoan là điều cần nhất cho một con người muốn sống thành công và giàu có ở trên đất này. Châm ngôn đoạn 4 câu 7 chép rằng là sự khôn ngoan là điều cần nhất, vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan. Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng. Chúa nói rằng là không phải là tiền bạc là điều cần nhất, không phải là sự giàu có là điều cần nhất, không phải là mạng sống là điều cần nhất, không phải là sức khỏe là điều cần nhất, nhưng mà cái sự khôn ngoan mới là điều cần nhất. Một người khôn ngoan sẽ luôn luôn tìm kiếm cơ hội cho chính mình ở trong mọi sự. Dù là người đó hầu vị Chúa hay là đang đi làm ở trong thế gian này, người đó luôn luôn có một tấm lòng siêng năng và hăng hái ở trong tất cả mọi cơ hội mà Chúa đem đến. Khi chúng ta được sinh ra ở trong trời đất này, tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy luôn luôn khao khát, ao ước trở thành một con người làm việc lớn cho Đức Chúa Trời của chúng ta.
Tại sao tôi khích lệ điều này? Tại vì nếu chúng ta chỉ là một người nhỏ hèn ở trong thế gian này, thưa quý vị, cuộc đời của chúng ta sẽ rất là khổ. Tại sao vậy? Con người của chúng ta đầy dậy những lỗi lầm, đúng không? Mà khi mà chúng ta chưa thành công, chúng ta chỉ là một người nghèo hèn, ăn mặc rách rưới, đúng không quý vị? Thì cho dù chúng ta có nói như thế nào, chúng ta khôn ngoan thế nào, chúng ta có giảng hay thế nào chăng nữa, thì người ta cũng không thèm nghe chúng ta. Mọi lời nói, mọi việc làm của chúng ta đối với người khác á, nó chỉ là cái thứ không có, có đáng giá gì hết. Nhưng khi quý vị thành công, quý vị giàu có, khi quý vị đã được Chúa ban phước cho, có cơ ngơi sự nghiệp ổn định, dù là cái ho của quý vị thôi, người ta cũng sẽ like, đúng không? Ngay cả cái khóc của quý vị thôi, người ta cũng sẽ rất là thích. Trấn Thành đấy, quý vị thấy không? Nó chỉ cần khóc một cái thôi là cái Việt Nam này, cái showbiz nó đảo lộn hết. Bao nhiêu người số quý vị khóc được giống như Trấn Thành mà người ta để ý. Ở đây tôi không nói quý vị rằng là mình phải mong muốn giống ai đó. Nhưng tôi đang nói một cái sự thật. Đó là quý vị ơi, hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con không muốn bị gia đình của con coi thường con nữa. Con không muốn cuộc đời con đi đâu ai cũng ghẻ lạnh. Nhưng mà nếu Chúa ngài chọn con như là một Lazarơ của Chúa, con mỗi ngày con chỉ nhìn cái miệng của cái người nhà giàu đó ăn mỗi ngày, con ước mà không cho ai, không ai cho con ăn hết. Con chỉ có ghẻ lỡ chó đến liếm ghẻ con đó. Chúa chọn con là người đó đó, Chúa ơi con cũng sẵn sàng. Nhưng nếu Chúa không chọn quý vị, thì quý vị ơi đừng bao giờ giống như Lazarơ. Hãy sống như những Joseph của Chúa, hãy sống như những Daniel của Chúa, hãy sống như là những hoàng tử của Đức Chúa Trời. Amen. Hãy cầu nguyện xin Chúa ngài gỡ cho chúng ta những cái nợ nần quý vị, để chúng ta không còn xấu hổ với ai hết. Và khi chúng ta được phước như vậy, thì lời nói của chúng ta, sự làm chứng của chúng ta sẽ được nhiều người tôn trọng. Người ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời của chúng ta như thế nào. Còn nếu chúng ta nợ nần đó, chúng ta mở miệng ra, chúng ta làm chứng cho người ta, người ta sẽ nói rằng, ô Đức Chúa Trời của anh chị hả? Thua ông Phật của tôi chỉ cần giái dài 3 tiếng thôi là ông cho tôi trúng số chiều nay. Nhưng mà nếu quý vị được phước của Chúa, những lời làm chứng quý vị, người ta sẽ tôn trọng, người ta sẽ lắng nghe. Nếu không khôn ngoan, một người sẽ không thể thành công và giàu có một cách dài lâu. Nếu có sự khôn ngoan từ một người tay trắng và nghèo khó, người đó có thể trở thành một đại gia chỉ sau một thời gian. Còn nếu thiếu sự khôn ngoan thì cho dù là một đại gia giàu có, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn thôi, người ấy cũng có thể mất đi hết tất cả mọi sự vì thiếu hiểu biết. Như vậy để có sự khôn ngoan thật thì con người chúng ta cần phải học kính sợ Chúa, bởi vì kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Châm ngôn đoạn 9 câu 10. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan này không phải là sự khôn ngoan của đời, nhưng mà đây là sự khôn ngoan của trời. Ở trong sách Gia Cơ có nói về một loại khôn ngoan mà nó trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, khiêm nhường, và tất cả những cái đức tính tốt lành nhất của Chúa Giê-xu đều ở trong sự khôn ngoan đó. Còn sự khôn ngoan của đời, đúng quý vị, người ta đấu đá, tranh giành, ghen tị, giật dọc lẫn nhau để có được cái địa vị hoặc là tiền bạc của cải. Cái đó là sự khôn ngoan đến từ ma quỷ và đến từ đất. Con cái Chúa chúng ta không có tài lanh quý mài chị em, nhưng mà con cái Chúa chúng ta cần phải khôn ngoan thật. Khôn và phải ngoan, chứ không phải là khôn theo kiểu mà khôn ranh hoặc là khôn lõi. Tiếng Việt của chúng ta rất là hay quý mài chị em. Cái tiếng Hán Việt đó quý vị, mỗi từ đều có ý nghĩa hết. Khôn là phải ngoan. Có những người họ khôn nhưng họ không ngoan. Khôn nhưng mà moi móc tiền bạc, thâm lạm tài sản nhà nước. Nhưng mà khi có chức có quyền rồi một thời gian thấy có vẻ ổn định rồi đó, nhưng mà thế là bị đốt lò, đốt vô trong lửa lò luôn. Cái đó không phải là khôn ngoan, đó là khôn hư, đó là khôn lõi. Chúa ngài không bao giờ cho phép một người nào giàu có theo cách như vậy cả. Rồi thứ bảy, đó là chúng ta cần phải sống một lối sống, chúng ta cần phải có một lối sống tiết kiệm và khôn ngoan, nhìn thấy xa để mình có thể tích trữ những của cải mà Chúa ban phước chúng ta ở trong thời gian hiện tại. Hãy tránh lối sống tiêu xài hoang phí, vượt quá khả năng, shopping quá độ, văn hóa tiết kiệm kém, quản lý tiền bạc kém. Quý mài chị em ơi, khi Joseph giải mộng cho vua Pharaoh, thì Joseph nhìn thấy trước rằng là sẽ có 7 năm được mùa và 7 năm đói kém.
Trong 7 năm được mùa đó, Joseph đã đưa ra một chiến lược rất là tuyệt vời cho Pharaoh. Đó là trong 7 năm được mùa đó, chúng ta phải tích trữ tất cả những hoa lợi, những cái mùa màng mà chúng ta có được, chúng ta cần phải tích trữ trong những cái kho tàng. Và khi mình tích trữ như vậy đó, thì 7 năm sau là 7 năm đói kém thất mùa, chúng ta sẽ lấy những của cải, những hoa lợi ra để chúng ta có cái mà ăn. Ông vua Pharaoh ông nghe, nghe Joseph nói như vậy, ông cảm thấy wow, tuyệt vời quá, con người này phải nói là xuất sắc. Bởi vì sao? Nhìn thấy được cái tương lai, thấy được cái chiến lược để mình có thể tồn tại và phát triển. Ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa, khi mà mình ở trong 7 năm được mùa đó quý vị, chúng ta ăn xài xả láng, chúng ta không có tích trữ, chúng ta không có lên kế hoạch, chúng ta không có một cái chiến lược để chúng ta có thể dùng của cải đó như thế nào để làm lợi ra. Và đây là một trong những cái điều mà chúng ta thất bại thật sự, quý bài chị em. Chúng ta cần phải có một cái nhìn xa hơn. Không phải là mình hà tiện, không phải là mình sống theo kiểu ki bo, nhưng mà chúng ta cần phải có sự khôn ngoan, biết được mảnh đất nào tốt để chúng ta gieo và mảnh đất nào không tốt chúng ta cần phải tránh. Hãy tránh cái việc vung tay quá tráng, nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa về những điều của cải mà Chúa ban cho chúng ta, quý mài chị em. Bởi vì khi mà Chúa trao cho chúng ta một cái gì đó, thì Chúa ngài luôn luôn mong muốn đòi lại cái phước hạnh mà chúng ta có được qua cái điều đó. Hãy tránh những cái thói quen xấu, nhưng mà hãy tạo lập một thói quen tốt cho đời sống của mình. Thói quen tốt sẽ khiến cho một người giàu có thịnh vượng. Và một trong những thói quen tốt để khiến cho một người giàu có thịnh vượng, đó là chúng ta cần phải tập dâng hiến 1/10 cho Đức Chúa Trời. Giống như Gia-cốp, trong thời của ông, khi mà ông đã kinh nghiệm Chúa tại Bê-tên, thì ông đã khấn vái với Đức Chúa Trời như thế này: nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn áo mặc, và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi. Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài 1/10 mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi. Sách Thi Ký đoạn 28 câu 20 cho đến 22. Như vậy thì Gia-cốp ông đã có một sự khấn nguyện với Đức Chúa Trời, đó là nếu Chúa ở cùng với ông và Chúa ban phước cho ông, và cuộc đời của ông sau này ông sẽ trở thành một người đại gia, một người giàu có theo lời hứa của Chúa, thì ông sẽ nộp lại cho Chúa, ông sẽ dâng hiến cho Chúa 1/10 mọi của cải mà Chúa sẽ ban cho ông. Wow. Mọi của cải, quý vị nghe, tức là mọi tài sản, bất động sản hay là gì đó ông có được, ông sẽ trích ra 1/10 để ông dâng hiến cho Chúa. Nếu tài sản quý vị là 10 triệu, quý vị có sẵn sàng dâng hiến cho Chúa được 1 triệu không? Tại vì có người bây giờ chỉ có cái điện thoại di động thôi, thì là tài sản của mình rồi, gì nữa? 10 triệu dâng đưa Chúa 1 triệu đúng không? Tài sản quý vị nó bây giờ đường 100 triệu, quý vị dâng hiến cho Chúa được 10 triệu không? Bây giờ gia đình cho chúng ta một mảnh đất trị giá 1 tỷ, quý vị dâng hiến cho Chúa được 100 triệu không? Có người. Rồi bây giờ cho mảnh đất là 10 tỷ đi ha, 10 tỷ, bây giờ dâng hiến được 1 tỷ không nè? Có người amen luôn, cảm ơn Chúa. Và bây giờ lên là 100 tỷ ha, tự nhiên cái mảnh đất nhỏ xíu của mình đó, bây giờ nó lọt ngay cái chỗ đất vàng ha, trở thành bùng binh chẳng hạn. Bùng binh là mất giá rồi, nó rơi ngay chỗ ngã ba. Lúc mà chưa có quy hoạch đó thì nó nằm ở tuốt trong hẻm đó, mà bây giờ quy hoạch xong hết là nó lòi ra mặt tiền ngay ngã ba luôn, ngon lành. Bây giờ lên tới 100 tỷ, quý vị có dám dâng hiến cho Chúa 10 tỷ không? Không biết là livestream này có thu lại được cái tiếng amen của quý vị không? Dạ, có một số người amen. Nếu mà lên tới 1.000 tỷ có dám dâng hiến cho Chúa 100 tỷ không nè? Bắt đầu con số nó lên nhiều quá rồi ha. Máu lên não nhiều rồi đó. Và khi mà Chúa ban phước cho quý vị như vậy đó, cái việc mà mua cơ sở vật chất của thánh nó chỉ là chuyện nhỏ thôi đúng không ạ? À, chúng ta sẽ không còn thiếu thốn nữa quý mài cha.
Nhưng mà để chúng ta có thể dâng cho Chúa là 10 tỷ hay là chục tỷ như vậy đó quý vị, nó phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Cái nhỏ nhất 50 ngàn, 100 ngàn, chúng ta phải thắng được quý vị. Mình mà không thắng được cái bóp tiền của mình quý vị, thì Chúa nghe nói rằng sao mà con thắng được những cái của cải ở trong thế gian này được. Cái bóp mình nhỏ xíu như vậy thôi mà mình còn không thắng được nó, thì làm sao mình có thể chiếm được những căn nhà lớn hoặc là những cơ ngơi sự nghiệp lớn được quý vị. Và tôi đã học được những bài học này từ khi mà bắt đầu theo phục vụ Chúa. Có một lần kia tôi nhớ một buổi tối nọ tôi với vợ tôi nói chuyện với nhau về tài chánh, tình hình tài chánh ở trong gia đình. Chúng tôi thì không còn gì gọi là để mất hết, tại vì không còn đồng xu nào hết. Và chúng tôi đang bàn bạc về một kế hoạch để mà mình đi làm thêm kiếm tiền, tại vì tôi có khả năng tiếng Anh, tôi có thể dạy tiếng Anh được. Tôi nói chuyện với vợ tôi xong thì tôi cũng cảm thấy buồn. Mà không phải là tôi buồn vợ tôi, mà tôi buồn cho chính mình đây. Vợ tôi nói đúng. Thật sự bây giờ hầu vị Chúa đâu có cái lương gì đâu. Mà mình hầu vị Chúa vì đam mê, vì Chúa kêu gọi. Cảm ơn Chúa là khi tôi cầu nguyện trong đêm đó quý vị. Chúa nói với tôi rằng, ta chỉ cho phép con nghèo trong vòng 5 phút thôi. Nhưng mà bây giờ con là nghèo nhất ở trong các mục sư đúng không? Con là nhỏ nhất ở trong các mục sư đúng không? Nếu con trung tín đủ, ta sẽ ban phước cho con trở thành một người mục sư giàu nhất ở trong các mục sư. Con thánh lớn nhất ở trong các mục sư, con có tin không? Tôi giật mình, tôi nói, ồ, cảm ơn Chúa. Chúa phán những điều không thể tin được. Cũng gần đây tôi với vợ tôi cũng đang nói về việc tài chánh gia đình. Sao mà khó khăn quá. Rồi tôi cầu nguyện với Chúa nữa. Và thế là đêm đó Chúa ngài cho tôi thấy một chiêm bao. Đó là trong chiêm bao đó tôi mơ thấy mình đang đi chung xe với lại Trấn Thành và Harry Won. Nói chuyện rất là thân mật, giống như bạn từ lâu lắm rồi vậy. Khoác vai rồi xong rồi giỡn giống y như là người nhà. Sáng hôm sau tôi dậy tôi nói chuyện với vợ tôi. Em ơi, sao mà tối hôm qua anh mơ thấy mình đi chung với Trấn Thành với Harry Won? Ủa mình nghèo kiết xác như thế này mà mình có thể chơi với những cái hạng người như vậy sao? Bây giờ thì Trấn Thành với Harry Won thì bị mất tiếng là bởi vì có cái chuyện của họ. Nhưng mà trong cái thời điểm đó, cách đây mấy tháng đó quý vị, tôi không tin rằng Chúa có thể làm những việc lớn cho mình như vậy. Quý mài chị em ơi, khi Chúa ban phước rồi quý vị, những cái người mà nổi tiếng giàu có đó chỉ là đàn em của mình thôi. Quý vị có dám tin không? Khi Chúa ban phước cho Joseph rồi đó, ông vua Pharaoh chỉ là đàn em của Joseph thôi. Ông vua Pharaoh nói sao? Nếu không có ngươi á, thì ta và nhà ta cũng không thể nào mà nhấc cái tay lên nổi được. Không có giơ chân lên được. Đói. Quý vị ơi, nếu không có Joseph của Chúa, những người xung quanh và thế giới sẽ không thể nào tồn tại được quý vị. Tôi cầu nguyện ở đâu đó trong hội thánh này sẽ có những Joseph của Chúa. Amen. Ông mục sư Trương Anh Tuấn này không có hiểu hoàn cảnh của tôi, với tôi giờ tôi đang nợ đầy đầu. Nợ mấy tỷ mà ông nói chuyện đâu đâu không à. Mấy tỷ quý vị chứ là chuyện nhỏ thôi. Hiện tại tôi đang chăm sóc cho một người nợ 30 tỷ. Ở đây có ai nợ hơn 30 tỷ không? Giơ tay lên cho tôi biết à. Yeah. Dạ chính xác. Có người hiểu được. Khi mà tôi đi gặp, tôi thăm viếng, tôi cầu nguyện cho người này đó quý vị. Tôi không thể nào công khai cái chuyến đi của tôi không thể nào báo cho mọi người biết được. Tôi phải rất im lặng. Bởi vì cái tính mạng của mình có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu mà mình tiết lộ thông tin. Cho nên là đôi khi ngay cả lãnh đạo của tôi cũng không biết tôi đi đâu, làm cái gì. Tôi phải giữ im lặng như vậy. Bởi vì người đó cũng nói với tôi rằng mục sư vui lòng giữ im lặng, bởi vì nó bất lợi cho em và cũng như ngay cho ngay cả mục sư nữa. Nhưng mà tôi biết rằng là Chúa ngài có chương trình dành cho người đó. Tàu lớn thì sóng lớn, đúng không? Còn tàu nhỏ thì sóng nhỏ thôi. Nếu Chúa giúp đỡ được cho người đó và cho người đó vượt qua được 30 tỷ thì cái chuyện mà hội thánh của chúng ta nhóm ở trong cơ ngơi như thế nào đó thì cái chuyện đó là cái chuyện giống như là sao? Búng tay thôi. Đúng không quý ông bà chị em?
Tôi cầu nguyện xin Chúa ngày dấy lên hội thánh của Chúa có những Joseph của Chúa. Có những Joseph của Chúa. Nhưng mà để như Joseph đó quý vị, không phải chuyện dễ đâu. Phải bị gọi là tấn công, rồi bị chà đạp, rồi bị áp lực rất là nhiều quý vị. Tôi đã gặp những con người mà tin Chúa mà họ làm ở trong giới doanh nhân hoặc là đại gia đó quý vị. Họ không bao giờ có thời gian để mà ngồi lướt web hoặc là lướt Facebook. Nhưng mà họ rất là bận quý mà treo, bận lắm, điện thoại này, điện thoại kia, thậm chí là một cái điện thoại cũng không đủ, phải là hai ba cái điện thoại. Và đi với họ thì nói chuyện là mình chỉ nói được vài ba câu thôi, rồi còn bao nhiêu thời gian còn lại là họ nói chuyện điện thoại không. Tại vì rất là nhiều công việc. Cho nên nếu mà chúng ta ở trong cái mức độ như vậy đó quý vị cần phải hy sinh chính mình và thay đổi chính mình nhiều hơn. Nếu ngày hôm nay quý vị còn thời gian để ăn sáng, uống cà phê cùng với gia đình của mình, hãy cảm ơn Chúa đi quý vị, bởi vì quý vị không có phải quá bận. Nhưng mà những con người mà được Chúa kêu gọi trong cái lĩnh vực như vậy đó, họ không có thời gian để mà ăn sáng, không có thời gian uống cà phê, nhàn rỗi đâu. Họ rất là bận rộn quý mài cha. Cho nên trước khi mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho con trở thành một nguồn phước, trở thành đại gia đó, quý vị hãy dám trả giá với Chúa. Còn nếu trả giá không được thì đừng có cầu nguyện, đừng cầu xin. Amen. Nhưng mà hãy cầu xin như thế này: Chúa ơi, xin Chúa khiến cho đứa con trở thành đại gia. Được không? Được chứ. David, ông đâu có phải là một đại gia đâu đúng không ạ? Cái thời của ông á, ông sống lây lất ở trong đồng vắng, thiếu thốn đủ điều hết. Mình đọc ở trong Thi Thiên, mình thấy có những cái đoạn mà ông nói ra là: Chúa ơi, con không còn gì hết. Chúa ơi, khổ quá. Chúa ơi, không à. Ông khổ lắm luôn á quý mài cha. Nhưng mà đến thời của Salomon thì sao? Giàu dư dật luôn đó mà, giàu mà nứt đố đổ vách luôn. Nhưng mà nhờ có Salomon thì cả thế giới đều khâm phục và khẩu phục. Và người ta đã đến tại Jerusalem để mà nhìn thấy cái đền thờ bằng vàng nguy nga tráng lệ của Salomon xây. Và người ta bắt đầu cúi đầu trước Đức Chúa Trời của Israel. Có thể bây giờ quý vị chỉ là một người rất là tầm thường, vô danh. Nhưng mà nếu con cái quý vị nó trở thành một nguồn phước, trở thành một đại gia, thì quý vị cũng sẽ được phước lây qua đời sống của nó. Amen. Cảm ơn Chúa. Và để chúng ta được trở nên giàu có, bên cạnh sự dâng hiến, chúng ta cũng phải tập sống rộng rãi và ban cho. Ở trong Châm Ngôn đoạn 11 có 24-25 chép rằng là: có người rải của mình ra lại được nhiều hơn, cũng có người quá keo kiệt nhưng chỉ được sự túng thiếu. Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, ai cho người uống nước chính mình sẽ được nước uống. Như vậy thì Chúa nói rằng là cái người rộng rãi thì sẽ được nhận nhiều hơn. Người thế gian có câu đó là: sợi lợi trời cho, kỳ bò thì trời lấy. Vậy thì khi chúng ta sống sợi lợi với người khác, sợi lợi tức là mình rộng rãi quý vị, hào phóng đó, thì Chúa sẽ đem phước lại đến cho mình. Và điều này đã đánh động tấm lòng của tôi để tôi thay đổi lại lối sống của mình. Cho dù rằng gốc bên nội bên ngoài của tôi đó là ở miền Trung và miền Bắc, mà quý vị biết rằng là người miền Nam á thì sống rất là hào phóng, rất là dữ dật đúng không? Nhưng mà người miền Trung và người miền Bắc á thì lại có một cái sự nổi tiếng, đó là nổi tiếng về tích góp. Tích góp rất là hay. Quý vị để ý đi, ở thành phố Hồ Chí Minh này nè, là không có một cái người miền Nam nào mà làm cái công việc lụm ve chai, miền Bắc gọi là đồng nát các quý vị, đúng không? Không có người miền Nam nào mà lụm ve chai hết, nhưng mà những người miền Bắc họ lụm ve chai và họ sống được, họ giàu được quý vị. Tôi nói thật đó, quý vị để ý đi, người miền Nam mình không có một người nào mà đi lụm ve chai hết á. Bởi vì sao? Người miền Nam mình không thể sống được bởi vì những cái đồng xu ít ỏi như vậy, nhưng mà người miền Bắc, người miền Trung họ có thể sống được. Tôi nói điều này bởi vì có gia đình của tôi là miền Trung, miền Bắc. Mẹ tôi gốc miền Bắc, ba tôi gốc miền Trung. Cho nên khi tôi được sinh ra trong miền Nam này đó quý vị, thì Chúa Ngài phải thay đổi cái tố chất ở trong mình, để mình không có sống tằn tiện đến nỗi mà hà tiện. Và tôi bắt đầu tôi sống rộng rãi, tôi sống ban cho. Và Chúa thay đổi từng ngày. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta sống theo văn hóa của thiên đàng. Amen. Văn hóa thiên đàng là ban cho. Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng ban cho, đúng không ạ? Chúa ban cho rộng rãi dư dật luôn. Đức Chúa Trời Ngài đã ban chúng ta Chúa Giêsu Christ là con đồng sanh của Ngài. Và
Và mọi phước hạnh của thiên đàng Chúa Ngài đổ xuống trên chúng ta, không hà tiện gì hết. Ngài ban cho và không trách móc ai hết quý mà chị em. Cho nên là con của Chúa, chúng ta cũng hãy học cách sống ban cho. Và đừng bao giờ chỉ biết tham lam nhận cho mình mà không nghĩ đến người khác. Khi chúng ta sống rộng rãi thì sự phước hạnh của Chúa sẽ đến với chúng ta. Amen. Thi Thiên 57 câu 25-26 chép như thế này: trước tôi trẻ, rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình nào bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. Hằng ngày người thương xót và cho mượn, dòng dõi người được phước. Cảm ơn Chúa. Và điều thứ 8 chúng ta cần phải ghi nhớ để chúng ta được giải thoát ra khỏi những gánh nặng nợ nần, đó chính là chúng ta cần phải dành thời gian để chúng ta nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật. Chúng ta không nên làm việc liên tục 7 ngày một tuần, nhưng mà chúng ta phải có một thời gian đặc biệt và chất lượng để chúng ta dành riêng cho Chúa, để chúng ta thờ phượng Chúa, cầu nguyện với Chúa và được nghỉ ngơi trong linh hồn lẫn thể xác. Khi chúng ta thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật thì chúng ta đang đặt mình vào trong vị trí được ban phước của Chúa. Và qua ngày hôm sau, tức là ngày thứ hai, chúng ta sẽ đầy dẫy phước hạnh của Chúa để có thể bắt tay vào trong công việc của chúng ta, và chúng ta sẽ được phước dư dật. Còn nếu chúng ta làm luôn cả ngày Chủ nhật, quý mài chị em ơi, chúng ta sẽ không thấy được phước hạnh của thiên đàng đổ xuống cho chúng ta, bởi vì chúng ta đã không đến trong nhà của Chúa ở trong ngày Chủ nhật. Cho nên dù bận như thế nào chăng nữa, dù là đặc thù quý vị, đặc thù công việc quý vị là như thế nào chăng nữa, tôi khuyên quý bà chị em trong sự thương xót của Chúa, đó là chúng ta hãy dành thời gian để thờ phượng Chúa ít nhất là một ngày trong một tuần lễ. Hebrew đoạn 10 câu 25 chép rằng là: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Điều thứ 9 chúng ta cần làm, đó là chúng ta cần phải thực hành đức tin trong sự dâng hiến cho Chúa. Khi chúng ta dâng hiến, chúng ta hãy dâng ở trong đức tin. Bởi vì nếu chúng ta không dâng hiến trong đức tin, chúng ta sẽ không thể nào được phước thật sự của Chúa. Trong đêm mà vua Salomon đã dâng cho Đức Chúa Trời 1000 của lễ thiêu ở tại Gabaon, được chép ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn số 1 câu 6. Thì sau khi ông dâng hiến cho Chúa 1000 của lễ thiêu, tức là 1000 con bò và 1000 con chiên, thì ngay trong chính đêm đó, Đức Chúa Trời Ngài đã hiện ra trong chiêm bao và ban phước cho ông. Quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài lưu ý đến sự dâng hiến. 1000 con bò, nếu mà chúng ta lấy cái giá trị của một con bò bây giờ hiện tại là khoảng chừng 20 triệu đi ha. 20 triệu mà nhân cho 1000 con thì nó ra là khoảng chừng tầm 20 tỷ. Như vậy thì vua Salomon ông đã dâng cho Chúa một của dân 20 tỷ. Điều đó ấn tượng với Chúa. Và ngay đêm đó Chúa xuất hiện, Chúa nói rằng bây giờ con muốn ta ban cho con điều gì. Và ông đã ngay lập tức cầu nguyện xin Chúa ban cho mình có sự khôn ngoan. Và Đức Chúa Trời Ngài nói rằng bởi vì con cầu xin sự khôn ngoan mà không cầu xin sự giàu có, cũng như không xin mạng sống của kẻ thù của con, bây giờ ta ban cho con luôn cả sự giàu có và những điều kia nữa. Quý mài cho em thấy không ạ? Sự dâng hiến nó sẽ mở rộng con đường phước hạnh của chúng ta và khiến chúng ta có thể thăng tiến ở trong vương quốc của Chúa rất là dễ dàng. Châm ngôn đoạn 18 câu 16 chép rằng là: của lễ của người nào dẹp đường cho người và dẫn người đến trước mặt kẻ sang trọng. Khi chúng ta dâng hiến cho Chúa thì Chúa Ngài cũng sẽ có sự đoái xem đến chúng ta. Mà dâng hiến trong sự nhiệt tâm hết lòng, không phải dâng mà có lòng tiếc nha quý vị nghe, nhưng mà dâng ở trong sự vui lòng và biết ơn Chúa, thiên đàng của Chúa sẽ mở rộng để chào đón chúng ta. Và điều cuối cùng, điều thứ 10, đó là mỗi ngày chúng ta hãy cầu nguyện lớn tiếng rằng là bạn sẽ không còn mắc nợ nữa và Chúa sẽ đặt để bạn vào trong một vị trí khác phước hạnh hơn. Hãy ghi nhớ và công bố những lời hứa của Kinh Thánh như là: Đức Chúa Trời sẽ đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Như vậy thì khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng phải lồng lời của Chúa vào. Và khi chúng ta có lời của Chúa thì lời của Chúa sẽ khai phóng đem đến phước hạnh cho đời sống của chúng ta. Chỉ có lời của Chúa mở ra những cái cánh cửa, những cái chìa khóa mà chúng ta không thể nào có thể tự mở được quý mài chị em. Đôi khi người ta nói rằng là người tính không bằng trời tính. Rồi có những cái điều mà chúng ta thấy rằng là đằng sau đó nó có những uẩn khúc mà chúng ta không hiểu được. Nhưng mà chỉ có Chúa là đấng toàn tri và biết được tất cả mọi sự. Khi chúng ta cầu nguyện thì cánh tay của Đức Chúa Trời sẽ mở cửa cho chúng ta.
Chứ bản thân chúng ta không thể nào tự mở được, quý mài cha. Cho nên lời của Chúa khích lệ chúng ta là người công bình sống bởi đức tin. Người công bình sống bởi đức tin. Đức tin đó là chúng ta cần phải cầu nguyện, công bố: tôi sẽ không còn mắc nợ nữa. Trong năm nay tôi sẽ không còn mắc nợ nữa, quý mài cha. Và tôi xin làm chứng rằng là trong 6 tháng qua thì tôi và vợ tôi đã mắc nợ, bởi vì cơ chúng tôi đi học trong một cái trường Kinh Thánh. Và tổng chi phí hết của cái khóa học này trong vòng 6 tháng đó là tính lên tới khoảng chừng 60 triệu. Tôi không có chia sẻ với ai, nhưng bởi vì cơ chúng tôi đã xong rồi, cho nên là chúng tôi chia sẻ làm chứng để tôn danh, tôn cao danh của Chúa. Đó là lúc ban đầu chúng tôi không biết được là chúng tôi sẽ phải tốn rất là nhiều chi phí như vậy. Chúng tôi chỉ nghĩ chắc là cao lắm là mười mấy triệu là cùng. Nhưng mà khi mà tính tổng hết chi phí lại thì khoảng chừng 60 triệu cho cả hai vợ chồng, tức là mỗi người 30 triệu. Thì chúng tôi rất áp lực, quý mài cho em. Mình hầu về Chúa không lương nữa. Và tiền đâu, ai giúp đỡ cho mình đâu, ai hỗ trợ cho mình đâu. Tôi nói thật quý mài cho em, không phải là mình than, nhưng mà mình đã vượt qua được rồi, cho nên là mình thấy cái điều này bây giờ nó nhẹ nhàng, nhưng mà lúc đó mình thật sự rất là áp lực. Chúng tôi bán luôn cái xe quay màu đỏ của tôi với giá 11 triệu. Bây giờ 60 triệu mà đắp vô có 11 triệu thôi, nó còn 50 triệu nữa. Nhưng mà tạ ơn Chúa rằng là cho đến bây giờ Chúa Ngài đã chu cấp từ từ. Tôi chỉ còn thiếu vài triệu thôi. Tạ ơn Chúa. Tôi bây giờ nếu mà nhìn lại cái quãng đường đi qua, tôi không biết cái số tiền mấy chục triệu kia ở đâu. Chúa tiếp trợ cho mình bằng cách nào. Nhưng mà tôi tin một điều rằng là Đức Chúa Trời Ngài đã có hành động và Chúa cung ứng cho vợ chồng chúng tôi. Tôi đứng đây và tôi có thể nói với quý vị rằng Đức Chúa Trời có thể giải quyết được cho một món nợ của chúng ta. Có người thì nợ ít, có người thì nợ nhiều. Đúng không? Có người thì nợ đời, nhưng mà cũng có người đang nợ lời. Amen. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta sẽ là những người có thể chinh phục được đỉnh cao kinh tế mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ là những người có thể chiếm được cửa thành của quân nghịch. Amen. Phải chiếm được cửa thành của quân nghịch đó quý mài cho em, thì chúng ta mới có thể sống vào trong cái thành đó, để chúng ta có thể cướp, chúng ta có thể lấy đi những cái gì mà ma quỷ nó lấy của chúng ta. Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa dấy lên trong hội thánh của Chúa có những doanh nghiệp, có những thương nhân, để chúng ta có thể tạo công ăn việc làm cho nhiều con cái Chúa khác. Amen. Nhất là những bạn trẻ, những thanh niên, chúng ta cần phải chụp lấy cơ hội. Nếu bây giờ chúng ta chưa có công việc, chưa có kỹ năng đặc biệt, quý vị ơi, hãy cầu nguyện xin Chúa cho mình có tài chánh để mình có thể học được những cái nghề đang hái ra tiền ngày hôm nay. Tôi nói cho quý vị nghe, có những cái công việc, có những cái nghề quý vị phải bỏ ra ít nhất là 140 triệu để mà mình có thể học được. Vợ tôi đi làm ở trong một cái công ty đồ họa, thì vợ tôi nói rằng là bây giờ có những cái phần mềm chỉnh sửa hình ảnh mà một sinh viên đi học ở trong những cái trường quốc tế đó, thì họ thu khoảng chừng tầm 140 triệu hoặc là 150 triệu. Học xong khoảng chừng 1-2 năm thôi là có thể một tháng có thể kiếm được vài chục triệu hoặc là 100 triệu bình thường. Tôi nghe nói, wow, như vậy cái điều này đâu có phải là khó đâu. Mình bỏ ra, mình về quê, mình bán miếng đất rồi có 100 mấy chục triệu, 200 triệu rồi mình đi học. Thế là mình thành tài. Đơn giản không quý mài cho em, một tháng mình kiếm được 100 triệu, một năm mình kiếm được nhiêu. Cho nên cái chuyện mà mình mấy trăm triệu lúc ban đầu mình bỏ ra, nó chỉ là rất là nhỏ. Xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Chúa có những con người có một cái tấm lòng chúng ta dấn thân để chúng ta chinh phục được cánh cổng của tài chánh. Amen. Tôi cam đoan quý vị rằng là quý vị sẽ là nguồn phước cho gia đình của mình, chứ mình không còn là gánh nặng nữa. Amen. Và bây giờ thì có những cái lời cầu nguyện giải thoát cho những anh chị em nào mà chúng ta đang gặp những nợ nần và tài chánh. Tôi sẽ đọc trước những lời cầu nguyện này. Quý vị, nếu chúng ta cần được giải thoát ra khỏi những gánh nặng nợ nần tài chánh, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy cầu nguyện theo những lời cầu nguyện này. Và ngay cả những anh chị em nào chúng ta đang coi qua mạng, chúng ta cũng có thể cầu nguyện theo những lời này, để chính bản thân chúng ta, gia đình của chúng ta sẽ được giải thoát ra khỏi những linh của sự nợ nần, những linh của sự nghèo thiếu. Lạy Chúa, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, xin hãy giải thoát con khỏi núi nợ này trong danh của Ngài.
Xin chỉ cho con đường trả hết những khoản nợ trong đời. Xin Ngài hãy xóa đi những nghèo đói và lạc hậu ra khỏi cuộc đời của con, trong danh Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa Ngài đừng để cho con làm nô lệ cho những người cho vay, nhưng hãy giải cứu con khỏi món nợ ngày hôm nay, trong danh Đức Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, con vua David, xin hãy thương xót con và xóa mọi dấu vết nợ nần trong cuộc đời của con. Xin hãy biến đổi sự than khóc của con thành vui mừng, và xóa bỏ bao món nợ của con ngày hôm nay, trong danh Đức Chúa Giêsu. Chúa ơi, xin hãy nghe tiếng khóc của con và tha thứ cho con vì mọi lựa chọn sai lầm mà trước đây con đã làm. Xin ban cho con sự giải thoát nợ nần vì lòng thương xót của Chúa dành cho con, trong danh Đức Chúa Giêsu. Xin hãy kéo con ra khỏi những bẫy lưới của các khoản nợ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả những lời trách móc và chỉ trích trong cuộc đời của con sẽ chấm dứt ngay trong năm nay, trong danh Đức Chúa Giêsu. Con công bố Chúa Giêsu Ngài có ân huệ vô hạn, và Ngài sẽ xóa mọi khoản nợ trong cuộc đời của con, trong danh Đức Chúa Giêsu. Xin đừng phán xét con bằng đức tin, bằng thước đo đức tin của con đối với các khoản nợ của con, nhưng hãy để cho cơn mưa của lòng thương xót của Chúa tuôn đổ vào tấm lòng của con ngày hôm nay, trong danh Đức Chúa Giêsu. Chúa ơi, xin hãy thực hiện một phép lạ khác một lần nữa để con có thể trả nợ và hủy phá tất cả những các khoản nợ của con, trong danh Đức Chúa Giêsu. Xin Ngài hãy chạm vào tấm lòng của những người chủ nợ của con để họ không còn thù địch với con nữa, cho đến khi họ nhận lại tiền của họ một cách đầy đủ, trong danh Đức Chúa Giêsu. Hỡi Đức Chúa Trời của lòng thương xót, xin để cho các chủ nợ của con được cảm động với lòng thương xót đối với những khoản nợ của con, trong danh Đức Chúa Giêsu. Thưa Cha, con cảm ơn Ngài vì Ngài giải thoát cho con khỏi mọi món nợ trong cuộc đời của con, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện, xin cánh tay của Chúa cùng với quý bà chị em con ban phước cho họ trong ngày hôm nay qua lời của Chúa. Và xin Chúa Ngài chạm đến lĩnh vực tài chánh của quý bà chị em con, nhất là những ai chúng con đang gặp khó khăn nợ nần ở trong tài chánh, họ đang phải oằn mình và khốn khổ trong những khoản nợ mà không lối thoát. Lạy Chúa Giêsu, nơi nào không có lối thoát thì nơi đó có Ngài. Ngài là cánh cửa cho chúng con. Chúa ơi, xin Chúa Ngài mở cửa cho quý bà chị em con để chúng con được ra khỏi nợ nần này qua sự yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, làm theo lời của Ngài. Chúa ơi, xin Chúa Ngài mở cho chúng con có những cơ hội để chúng con có thể làm ăn và được tiến triển, chúng con cũng có thể đi đến nơi mà Chúa Ngài muốn chúng con phải đến, và tại đó chúng con sẽ được phước, được thành công, được thịnh vượng ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Con cảm ơn Cha, nguyện Chúa được vinh hiển, được tôn cao qua lời của Ngài trong ngày hôm nay, và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý bài Cha. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.